Em tên là Lê Thị Lanh, năm nay em 16 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại xã Hòa Phong, Hòa Vang. Gia đình em gồm có bà nội, ba, mẹ, em và hai em nhỏ. Ba em làm thợ nề, mẹ em làm nông. Hàng ngày, ba mẹ phải ra ngoài làm việc, ngồi dạy học. Một mình em phải phụ giúp ba mẹ những công việc trong gia đình như nấu cơm, rửa chén, cho gà ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bà nội đã lớn tuổi và hai em nhỏ. Trong một lần em đi khám định kỳ ở trường và được các bác sĩ khuyên về đi khám tim. Sau khi thời gian thì cháu nó bị thở không được và xỉu, nên vợ chồng quyết định phải chở cháu xuống bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để khám. Bác sĩ khám thì bác sĩ nói là có ca phẫu thuật tim cho bên Lanh thì tới 60 triệu. Nhưng gia đình thì không có điều kiện để cho cháu đi phẫu thuật. Nên vợ chồng cũng có chạy vay chạy mượn nhưng mà không thể đủ tới 60 triệu để phẫu thuật cho bé Lanh. Nếu như em không phẫu thuật thì sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi học kỳ và kỳ thi đại học của em sắp tới. Trong lớp rất buồn và tuyệt vọng vì sức khỏe, tình trạng sức khỏe của em ngày còn xấu hơn. Nhưng gia đình em thì khó khăn, chỉ có đủ được 5 triệu. Thì thật là may mắn vì em được giới thiệu tới tổ chức OOG. Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của tổ chức AOG, em đã được phẫu thuật thành công. Sức khỏe của em hồi phục rất nhanh, em không còn mệt và sẽ như trước nữa. Sau khi ra viện, em đã kịp thi học kỳ 2 và đạt thành tích rất tốt. Thấy con cơ khỏe mạnh là sung sướng và vui. Thấy con mình sau này cũng còn có được cái tương lai tròn rỡ. Gia đình tôi không có vậy để nước mắt là cũng ơn tổ chức AG tạo điều kiện cho con tôi phẫu thuật tim thành công tốt đẹp. Tôi rất chi là cảm ơn. Một lần nữa em xin cảm ơn tổ chức AOG.